Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Hôm nay mình quay động cơ quan chai 4D26. Con máy này bê tông 98 mà các anh chị em. Nặng 280 kg, nhà tua 3000 nha. Cái quan chai đây. Quan chai này có hai dòng các anh chị em. Cái dòng đời cũ thì bộ lon nắp chụp cỏ nằm giữa nha. Cái này đời mới nha. Đời mới chụp cỏ nó bắt vòng vòng ngoài. Tông 98. Pin nền nó còn đủ không các chị em? Anh em cô bác nào về xài bắt vô nền đó nó dễ rồi, có chân nền đủ rồi. Này đồng hồ báo nước nha, này báo nước, dây báo nước. Máy này mình thay lượt dầu nha, mới thay lượt dầu rồi, dầu của nó cũng còn xài được mà thấy nó xấu quá, thay luôn lượt dầu mới luôn nha. Cái gãy cái khóa à. Mình thay cái khóa này vô cho các anh em dễ dễ xả nước trong lắp máy ra. Máy này cũng rất là khá nha. Máy này khá đẹp. Cái này nó tầm khoảng 2.9 của bác anh chị em ơi. Bình thường nó là 2.9 nha. Cái này nó nằm trên cái máy gạt đập liên hợp của bác anh chị em. Dạ. Yeah. Poly nó mới tháo ra cho nó nhẹ nha. Máy này mình cũng mới rửa xong. Máy này rửa sơ là đẹp rồi, tại vốn nó đã đẹp sẵn rồi anh chị em. Mình chỉ cần rửa sơ thôi. Này quan chai 98 ly 70 kW, 8 mấy ngựa anh chị em. Ngựa tải nha. Này nó cái này nó ghim nó vậy nghe, chứ không phải là mình với cháu mẹ bạn ở đây kéo cắt này ra coi. Này ghim nó gì nè, anh em nào có xài cái máy gạt đập liên hợp của Trung Quốc đời sau này á. Này đời sau này nha. Hiện tại giờ thị trường cũng vẫn có bán. Đây gì, này nó có cái bơm luôn, bơm này cũng còn rất là đẹp. Có cái ống luôn. Ống này mới tháo ra. Cho nó gọn ha. Anh em cô bác nào về có dạy có cần bơm cái gì đó là mình bơm luôn. Nó dễ khỏi cái gì đó. Ủa, đó. Này đây 12 các anh chị em. Này của nó là nha, chứ phải là mình làm màu mè các anh chị em. Đúng ghim nó luôn gì nè nha. Anh em nào có xài qua dòng máy này là biết nha. Mình làm màu mè này có gì đâu màu mè. Bình thường thôi. Ốc tán này mấy dấu kiểm định nó còn y thinh nha. Cái là đẹp. Cái tên đó. Tán đầu cốp. Chụp bô. Bô bao đẹp nha các anh chị em. Bao đẹp. Bộ lon nắp lát kiểm định còn luôn nha. Mình biết nhiều mình chia sẻ của anh chị em hết nhiều nha đó. Máy này mình bao nghĩa địa nha. Bao tăng đa bao gin. Anh em nào mà muốn xem cụ thể thêm á thì các bạn Zalo mình sẽ gửi hình qua cho các anh chị em xem kỹ hơn nha. Quan chai 98. Này tầm 8 mấy người, gần 90 người các anh chị em. Nhưng mà nó là ngựa tải của anh chị em, chứ không phải là như xe nha, ngựa tải nó khác với xe lắm. Bộ lon bánh tráng nha. Rất là đẹp. Chính tám nó rất là nhiều dòng, cái dòng đời xưa đời cũ á, nó chụp cò nó méo qua bên, cò sắt nha. Cái thời mà gạt đập liên hợp Trung Quốc mới ra đó là đời cũ. Còn này đời mới. Đây cũng nó xài bát cây, đây này xài bát kim rồi.
chạy ít cái tốn nguyên liệu nha. Bắn dầu sơn cái chai này thường ngày mình xịt dầu quá chị em, mà cái này nó mau hư lắm nha, xịt dầu mau hư. Bữa nay mình bỏ vô bít tô lê mình xịt nha, chứ không phải nước sơn nha quá chị em, không phải dầu bóng gì hết nha, đây là dầu bình thường nha. Cái xe này hiểu lầm tưởng bắn dầu bóng vô đây, không phải đâu, bắn vô dầu bóng vô dục bỏ máy luôn ạ. À, chạy nóng lên cái nó găng găng kỳ lắm. Anh em cô bác nào ở nhà mà xài máy cài máy xới thì nhiều đó, thế mình mua cái tu lê nè, cái tu lê này mình bỏ vô dầu vô đây nè, cái mình bắn nè, cái tu lê này cũng không có nhiều tiền, trăm mấy vậy đó, vô đây cái mình xịt được rồi, xịt cho nó giữ bền mang ốc không bị xét, chứ không phải là mình xịt dầu bóng gì hết nha. Anh em cô bác nghiên cứu kỹ nha, đề máy không, đề máy nổ cái cho anh em cô bác nghe. Chung máy nó mới cỡ này thì anh em hiểu rồi, anh em cô bác kia đó, thời gian qua đã mua cũng hiểu như thế nào rồi, mình nẹt mình hủ hí nhiều quá cũng vậy thôi, không có gì, nhưng mà mình bao anh em cô bác là không có đủ hơi, máy đúng nghĩa địa nha cô bác chị em đó. Đây mình rảnh giờ nào quay giờ nấy, quay nhầm bây giờ trưa cô bác anh em ta ngủ nghỉ đó. Cái hộ ga lớn nhiều quá cũng thông cảm quá anh chị em đó. Thì mình bao anh em cô bác là máy chạy ngọt không đủ hơi đúng đồ nha, mà mình thấy cô bác là cái máy này là nó từ 2009 trở lên nha, chứ không thấp nữa các anh chị em. Mình nghĩ là nó khoảng tầm đó 2009-2010 gì đó, không có biết rõ chính xác. Cái con Nissan mình bán rồi các anh chị em, hôm qua có ông anh ông hỏi mình, ông điện mình xong rồi ông cự mình luôn, ông hỏi Nissan bán nhiêu anh, nói em bán rồi anh ơi, chửi luôn, mày xạo mới đăng lên mày bán rồi ơi, mai mốt đừng có lên clip nữa nha. Đó, anh em cô bác thông cảm nha các anh chị em, ví dụ như là anh em cô bác cũng quen với mình đó, dặn mình có thì đăng lên đi rồi người ta mua, thì khi người ta đăng lên cái người ta thấy dữ ý người ta mua luôn, chứ thật sự là mình cây nhà lá vườn nghe quán chị em, mình không có màu mè, không có là làm gì hết trơn á trời á, sao thiệt vậy đó, mua sao bán vậy, chứ mình mua bán rõ ràng, bán rồi là bán, chưa là chưa đó. Thì có nhiều ông nói thôi mày bán tao đi, tao mua mày mắc hơn 500, giờ anh mua hơn mắc hơn 10 triệu em cũng không bán nữa, tại người ta nói tao mua, tao chuyển tiền với mình là cọc 5 triệu rồi đó, chiều nay mình sẽ cho gửi ra Bến Xe Miền Đông, gửi về ngoài cho anh em cô bác người ta rồi đó, đó chứ mình chưa bán thì mình bán chứ mình để làm gì quá anh chị em, mình quay máy lên mình bán được mình mừng cái mồ luôn không đó. Rồi cái con này thì anh em nào mà chạy máy cộ lúa ha, máy cộ lúa nha thì ok nha, anh em này healthy đó. Hay là anh em nào chạy cầu ốc cầu ơi gì đó, mua về là rất là ngon nha. Còn anh em nào đấu máy cài mà lúa ít á thì mua con này đấu cũng được, có bơm sẵn luôn nha. Đó, mình nó đồng tiền nó nhỏ, anh em cô bác xài đi chạy đồng á
chạy nó mau nó giống hơn. Sạc cũng vậy nha, mới Kensiben nha. Đó. Con máy này cũng hai mấy triệu các anh chị em. Dạ, hai mấy triệu đó chứ không có mắc lắm. Có nhiều anh em nói ừ sao tao bán con trai mười mấy triệu mà mày bán hai mấy, thì anh em nên soi kỹ máy hơn, máy như thế nào, đẹp như thế nào, còn bao nhiêu phần trăm nghe các anh chị em. Còn máy mình là vậy đó, anh em cô bác thông cảm, mình mua cao mình bán cao, nhưng mà mình sẽ lựa những con máy thật là đẹp để bán cho các anh chị em xài bền xài lâu đó. Chủ yếu là mình lấy uy tín làm thương hiệu mình nha, chứ mình không có mà bán để lấy tiền bỏ túi rồi ai xài được nhiều xài, không phải vậy các anh chị em. Nghe cô bác cứ yên tâm mua máy chỗ mình. Con này hai mấy triệu, anh em cô bác mua thì liên hệ qua số điện thoại mình nha, 0907 477 444 nha, hoặc là 0965 477 444, đó là số của Viettel. Anh em cô bác nào có xài Viettel thì gọi số đó nha, còn xài Mobi thì gọi số Mobi nha. Mình gọi mấy trùng mạng á nó sẽ tiết kiệm hơn các anh chị em, mình xài nó được lâu hơn. Thì cũng cảm ơn cô bác anh chị em thời gian qua đã mua máy và ủng hộ tiệm máy mình nha, và đăng ký theo dõi những cái sản phẩm mình quay lên nha. Nếu như cô bác anh chị em nào mà nhận được video này mà thấy máy ok thì mua giúp mình rất là mang ơn các anh chị em. Dạ. Còn anh em đồng nghiệp mua bán máy với mình đó, nếu như có con máy nào đẹp, thiệt đẹp thì gửi hình cho mình nha, chia lại mình bán lại mình nghe các anh chị em. Đó mình nói thật lòng nha, nghe cô bác đồng nghiệp á, có máy gì cũng được, thiệt là VIP, thiệt là đẹp thì mà chia lại cho mình, chứ mình kiếm máy về đẹp cũng khó lắm quá chị em ơi. Có đôi khi lên trên Sài Gòn mua máy rất là nhiều, nhưng mà kiếm một con máy đẹp không bao giờ có được, hiếm lắm mới mua được con máy đẹp đó. Thành ra anh em cô bác nào mà mua bán máy đó mà có con máy đẹp á, máy gì cũng được hết á, bốn máy nha, mình không bán sáu nha các bác chị em. Bốn máy mà đẹp thiệt là đẹp, nó tin đó, là anh em cô bác cứ chia lại cho mình đó. Mình nói thật nha các anh chị em, chia cho mình cái mình bán lại, hoặc là anh em không thích chia thì cứ để lại bán nha, còn mà nếu mà muốn giao lưu thì chia lại cho mình nha. Mà quan trọng là máy phải đẹp như các anh chị em, đẹp như con này hoặc đẹp hơn nha. Giá cả thì tùy theo máy thôi, chứ mình không có ngại là mắc đâu. Con này thì mình bán giá hai mấy triệu các anh chị em. Con mình cũng còn con nhiều con VIP lắm mà mình chưa có đăng, đây con 95 nè, rất là mới luôn nè đúng không, mà mình chưa có thời gian mình đem ra mình quay lên, con đó là chưa nổ, con 95 này mình chưa nổ quá chị em, ra mình chưa có quay, con này mình nổ rồi, quay quá chị em tham khảo. Thì mình nói đó rất là thật lòng nha, rất thật lòng nha quá chị em. Anh em cô bác bán máy có máy thiệt là đẹp, gửi cho mình hình cho mình, có thể chia lại mình một con hai con mình bán cũng được, mình nói thật á. Nào đó đây cái nữa con, đây cái nữa nghỉ con, đây để cái anti của bác chị em nghe nha, cái này cái lớn quá con, cái anti được rồi. Rồi, video này đến đây mình xin tạm dừng tại đây. Mình xin hẹn lại, mình xin chúc cô bác anh chị em sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Và làm đâu chúng đấy nha. Mình xin hẹn lại cô bác anh chị em video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.